Đó, nó trong đây có nè mọi người. Để thử quay mọi người xem này. Đó, đó, hai em nhúc nhúc trong kìa, mọi người thấy không? Đó, hai em. Có đông luôn. Này mọi người cùng lắng nghe cái tiếng của nó ăn cây dừa nha mọi người. Giờ quả trời đua luôn nè. Rồi, hello các bạn, trở lại với kênh của Linh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái clip bắt đun dừa mọi người, trong cây dừa đó kìa. Đó, mọi người thấy không? Đang chặt cây dừa nè. Đó, mọi người theo dõi nha. Trong đây có rất là nhiều đuông luôn mọi người. Rồi, giờ mình tiến hành là đặng hai anh em mình chặt mọi người. Chút xíu nữa chặt xuống rồi mình quay cận cho mọi người xem nha. Con nào cũng lấy nha. Bự 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 luôn. Nè, mọi người cùng xem nè, còn ở đây rất là nhiều luôn nè. Đó. Con to to mọi người. Đó, mọi người theo dõi nha. Có dấu thành đuông đó gì. Nó sắp thành con đuông á. Em mọi người, trong cái này là có thể có nè. À, có cái kén nè. Con đuông đây hả? Thấy con đuông non. Ô, con rất là to mọi người. Con muốn già rồi. Đây. Nó trẻ trẻ ra mà nó nằm trong đây nè. Đó, một cái kén nữa nè. Đó, đầu em. Uống sữa, sắp bãi rồi. Đây nè, kén nữa nè. Kén này không có mọi người. Già nó đi. Mọi kỹ nha, nó còn sâu ở trong cái quá trời to mọi người. Rồi dăng con luôn. Hả? Rồi nó mắc rồi. Nhưng nó bẹt ở đây mắc tiêu rồi. Quá trời con to luôn mọi người. Nè mọi người xem nè. Con to đùng luôn nè. Đó. Đây mọi người, nè, trong cái bẻ em bẻ ra cho mọi người xem nè. Đây nè, em đu nè. Đó, bò nhúng nhúc ở trong nè. Đó, bắt nó nha. Đó, quá trời to luôn mọi người. À, to khủng luôn mọi người. Thấy chưa? Em tiếp tục. Mời lên đây, con đây còn nữa nha. Trốn ở trong mấy cái này nè mọi người. Bẻ ra mình thấy nè. Tay cầm tay quay hơi lắc mọi người. Cố gắng xem nè. Tay cầm một tay làm hơi khó. Ô đây nè, đây con em nè. Đây mọi người, nó rút xuống nè. Đó, 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 mọi người thấy chưa. Nè, 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 đó. Nó to khủng luôn nha. Đây. Quá trời to mọi người. Quá trời to luôn rồi, mọi người thấy chưa? Tiếp tục. Đấy, giờ một thao nè mọi người. Mấy cái kén này là đều có đuông trong đây hết nha. Để chút xíu mình tháo ra mình quay cho mọi người xem. Ôi, này chắc nó ăn lâu rồi, mọi người, cho nên nó ra ngoài trong đây không còn con non nữa, cũ hủ thúi hết rồi. Đây, có con nhỏ nhỏ thôi. Đây, ô, em cũng hơi to nè. Đó. À, mọi người thấy không? Nó ăn tan nát hết trơn. Đó, nó trong đây có nè mọi người. Kìa kìa, hãy quay mọi người xem này. Đó, đó, hai em nhúc nhúc trong kìa, mọi người thấy không? Đó, hai em. To đùng luôn. Đó. Thiệt quá chưa? Mày này to béo luôn mọi người. Này mọi người cùng lắng nghe cái tiếng của nó ăn cây dừa nha mọi người. Đó, mọi người nghe chưa? Đó, giờ anh em mình chặt
cái khúc ngọn ra mọi người. Ở đây có rất là nhiều đuông nè. Mọi người theo dõi nha. Bên đó nha. Có đó. Đó, một một là có đó. Chặt cho đất dễ ra, nó không sót, nó ngủ. Ồ, một em đun già, một em đun già mọi người. Quá nhiều luôn mọi người. Một con quá trời bự luôn nè. Nhìn xem nè. Bự ghê chưa? Đó, thưởng thức luôn nha mọi người. Mời mọi người nha. Gì? Ăn luôn hả? Đỉnh luôn mọi người. Bây giờ tôi chín con. Đi qua, đi qua, đi qua. Bắt tôi ăn luôn, hấp dẫn mọi người. Mọi người thấy không? Con chà bá là ăn thử cho mọi người coi này ha. Rất ngon, ngọt mọi người. Mời mọi người chuẩn bị nha. Hôm nay rất nhiều, nhiều lắm mọi người. Ừ, một con nhỏ. Nhỏ xíu thôi. Ồ, à, cái kén nè. Nó ở trong đó mọi người. Làm cái kén á. Rồi, bể gì. Ồ, bể, không phải con đuông ấy. Tính ông đuông ấy gây mạnh bể à. Ừ. Rồi, bể mọi người. Đó. Đây. Nó to luôn mọi người. Nhìn nó to luôn. Nè, ngưng xem nè. To quá. Nè 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 nè. Đó, thấy không? Nè. Hai bà con luôn. Nè. Quá trời ông đây. Ú nù. Nè nè mọi người xem nè. Đó, bò bò nè. Một em. Hai em. Ba em. Đây 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 đây. Ồ, mọi người thấy không? Nè, nè, nè. Quá nhiều luôn. Bá luôn. Đây mọi người cùng xem nè. Quá trời bự rồi mọi người. Rồi mọi người, nãy giờ anh em bắt được nhiêu nè, mọi người xem nè. Đây là kết quả sau anh em bắt nãy giờ một thời gian đó mọi người. Nè, lấy luôn, lấy cái kén, giờ. Trong kén này là có đuông hết nha mọi người. Trong này là có hết nha. Đó, mọi người thấy chưa? Quả trời đuông luôn nè. Nè, để mình lại để cái kén đỡ đây nè. Bắt lên mọi người xem. Mọi người thấy nó bò nhút 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 nè. Đó, quả trời luôn mọi người thấy không? Đó. Còn to to không nha mọi người. Như đây là cỡ chừng 100 con trời. Cỡ đó đó. Cỡ 100 con đó mọi người. Con 20 nha mọi người. Con 20 ha, 20 nha, mẹ vô ha. Quá trời luôn rồi. Đây, để mình bẻ cái kén ra cho mọi người xem nè. Bẻ cái kén nè. Đó, con em đây nè. À. Đây đây cái em này quẩy 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 luôn nè. Mình bẻ cái khác kiếm cái em to to mọi người xem nè. Ồ, em này bị bể à. Em này non dễ bể mọi người. Bỏ đi. Đó. Con em to tôm này nè. Nè, nhìn thấy không? Đây đây đây. Đầu quá trời bự luôn nè.
bắt ra luôn cho mọi người xem nè. Đó, thấy hấp dẫn chưa? Quá to luôn mọi người. Rồi, mời mọi người cùng xem lại một lần nữa nha. Hôm đó anh em mình tính ra cũng 2 tiếng hả? Ừ, đúng cây dừa cả 2 tiếng mọi người. Quá trời luôn, con nào con nấy to to mọi người thấy không? Đỉnh chưa? Đặc sản đó mọi người, quá trời bự rồi. Rồi clip anh em tạm dừng ở đây mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment và đừng quên chia sẻ video ủng hộ lên nha. Anh em mình sẽ có một cái clip làm món ăn con đun vua này nữa mọi người. Mọi người đón xem nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha. Clip của